Linh ơi, con nhà tớ chẳng đọc sách. Mỗi lần mang sách ra là con gặm, nát hết cả mấy cuốn sách nào mà nó chẳng chịu đọc sách. Mỗi lần mang sách ra là nó gặm, nó nhấm, nó chả chịu đọc gì cả. Lười lắm. Mẹ thấy những cái tình huống này khá là quen thuộc đối với em bé nhà mình phải không nào? Và bé Sang nhà mình cũng có thời gian gặp phải những cái tình trạng đó, và mình đã tìm cách giải quyết. Rất may là mình có thể giải quyết được. Mọi người hãy cùng xem là cái biện pháp giải quyết. Mình cũng đã rất là đau đầu và stress trong một cái khoảng thời gian khi mà con thì không hề hợp tác với những cái quyển sách, luôn luôn là thích cầm sách. Mỗi khi mà mẹ giơ sách lên đọc, mẹ cầm một cuốn sách, mẹ giơ sách lên đọc thì con chỉ có vừa lấy và chỉ muốn gặp nhấm với quyển sách đấy thôi, như là nó là một cái món ăn ngon lắm ấy. Thì mình rất là stress và mình đã có từng có ý nghĩ là thôi, mình sẽ không đọc sách cho con ở giai đoạn này nữa. Mình sẽ tạm dừng lại cho đến khi mà con lớn, con biết hơn thì mới tiếp tục đọc sách cho con. Thế nhưng mà rất là may mắn là khi mà mình dừng lại được vài ngày thì mình tìm thấy một cái cuốn sách rất là hay, rất là hữu ích về cách đọc sách cho trẻ của chị Thu. Chị Thu là một dịch giả của những cái cuốn sách e-hon rất là hay. Thì chị đã có chia sẻ những cái bài học về việc làm thế nào để có thể cho con hứng thú hơn trong việc đọc sách, và làm thế nào để giải quyết trong cái trường hợp mà con xé sách, gặm sách. Thì đầu tiên này, cái việc quan trọng nhất đó là mình sẽ phải thấu hiểu hành vi của con. Mình hãy quan sát con để xem là con đang ở trong giai đoạn phát triển nào và thấu hiểu hành vi. Với bé Sam nhà mình thì bé đang ở giai đoạn dưới 1 tuổi. Và trong cái thời điểm này thì con rất là thích gặm nhấm những đồ vật. Bởi vì qua cái việc gặm đồ vật thì con được trải nghiệm, con được khám phá. Con muốn biết xem là cái đồ vật đó như thế nào. Con sử dụng miệng của mình để khám phá những cái đồ vật. Vậy nên là bất cứ đồ vật gì ở gần tầm với của con là con sẽ muốn làm thế nào để vơ ngay vào mồm để cảm nhận nó. Trong cái trường hợp này đó là mình sẽ lựa chọn những cái cuốn sách khác bằng chất liệu khác cho con. Ví dụ như là mình lựa chọn sách bìa cứng như thế này thì con có muốn cầm, con có gặm thì cũng không vấn đề gì cả. Và tiếp theo đó là mình cũng có thể là lựa chọn cái hình thức sách vải. Sách vải cũng rất là tốt để con vừa có thể đọc sách vừa phát triển các giác quan bằng cách cầm, sờ, gặm. Tiếp theo nữa, mỗi khi mà mình đang giơ sách lên đọc cho con mà con có cái xu hướng là muốn gặm thì mình sẽ đưa một cái đồ vật khác cho con để thay thế. Và mình sẽ ra một cái dấu chéo như thế này với cái ý nghĩa đó là con không được gặm sách. Và mình cũng sẽ giải thích, từ từ giải thích cho con là đây là cuốn sách, đó là một cái người bạn của con không nên gặp bạn ấy, bạn ấy sẽ đau đấy và bạn ấy sẽ buồn đấy, nên là con đừng gặp bạn ấy nhé. Và dần dần thì mình cứ thủ thị giải thích cho con. Và bằng việc là thay thế bằng những cuốn sách này, đồng thời là mình sẽ cho con đọc sách bằng cách là mình lựa những cái thời gian mà con vui vẻ, hào hứng thì mình sẽ đọc cho con. Và khi mà con có cái dấu hiệu chán thì mình sẽ dừng lại. Mặc dù là có những cái thời điểm mà con chỉ đọc được khoảng 30 giây đến 1 phút thôi, nhưng mà vẫn ok, mình cất sách đi và mình sẽ giới thiệu lại cho con ở những lần sau. Tiếp theo đó là một cái trường hợp nữa là em bé xé sách. Thì thông thường cái trường hợp xé sách nó hay xảy ra ở cái giai đoạn trẻ từ 1 đến 2 tuổi. Đó là cái thời gian mà con đang phát triển cái khả năng vận động tinh của mình. Vậy nên là con rất là thích xé sách. Thì bằng cách đó là khi mà con muốn xé thì mẹ hãy đưa cho con một cái tờ giấy để con xé. Cũng có thể là làm ra những cái trò chơi xé sách, xé giấy, xé theo kiểu là xé toạc này, xé vụn, xé nhỏ ra, rất là nhiều những cái trò chơi thú vị để chơi cùng con. Thì lâu dần con xé nhiều thì con sẽ chán và con không xé sách nữa, đơn giản như vậy thôi. Và tiếp theo là con từ 1 tuổi trở lên thì con đã hiểu biết hơn rồi, thì các mẹ hãy thủ thỉ tâm tình cùng với con. Sách là một người bạn của con đừng có xé bạn ấy sẽ đau và các bạn ấy sẽ buồn đấy. Và hãy cố gắng làm thế nào để con yêu sách, để con coi sách như là một cái người bạn của mình. Đặc biệt có một cái chú ý là trong cái giao tiếp với con hàng ngày thì có một cái điểm mà các bạn được đặc biệt phải chú ý, đó là những cái ngôn từ mình nói với con. Mình mong muốn điều gì thì mình hãy nói điều đấy và không bao giờ nói những cái ngôn từ mà mình không mong muốn. Ví dụ thì rất là nhiều bà mẹ mặc dù là nói yêu con nhưng nói như thế này: con hơ này, con không nghe lời, sao mà con không nghe lời thế, sao mà con hư thế, con sẽ xét là con hư đấy, con không tốt, con là một đứa trẻ hư. Đừng bao giờ nói những cái lời đó với trẻ, nó sẽ hình thành những cái suy nghĩ tiêu cực của trẻ. Đặc biệt không bao giờ nói những lời đó, mà hay động viên, hay khen con mỗi khi mà con làm được những điều tốt. Ví dụ như là mỗi khi con đọc xong một cuốn sách thì mình có thể khen ngợi con: "Anh ơi, hôm nay con giỏi quá, con đã đọc xong cuốn sách này rồi đấy, cuốn sách thật là ý nghĩa phải không nào?" Và như vậy, mỗi lần mà con làm được một cái việc gì đó tốt thì các mẹ hãy khen ngợi và động viên con để cho con động lực làm tốt hơn nữa. Đừng bao giờ chê bai con và đừng bao giờ nói những cái từ ngữ tiêu cực. Một cái điều đặc biệt quan trọng đó là chỉ nói những điều mình muốn và không bao giờ nói những từ tiêu cực, không bao giờ nói những thứ mà mình không muốn.
các mẹ hãy chú ý điều đó nhé. Hy vọng là sau cái video này thì các mẹ đã có thể tự mình giải quyết được cái trường hợp khi mà con xé sách, con ngậm sách và không muốn đọc sách. Hy vọng là các mẹ có thể kiên nhẫn để đồng hành với con, rèn luyện cho con thói quen đọc sách tốt. Nó sẽ rất là có ích cho con về mãi về sau này nữa cơ. Các mẹ đừng quên là like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được video mới nhất khi mà mình phát sóng nhé.